đưa xe tới trụ bơm, canh miệng bình vừa với ống xả nước. Người nhận cầm lấy một thiết bị điều khiển và bấm chữ B thì nước chảy ra. Đợi cho khi đầy bình thì bấm chữ A để tắt. Đó là cách mà nhiều người đến trụ bơm này nhận nước miễn phí. Hình thức này do anh Lê Văn Trang, một nhà vườn sản xuất cây giống có tiếng ở huyện Chợ Lách, cũng lâm vào tình cảnh thiếu nước tưới nhưng có tấm lòng muốn hỗ trợ thêm cho bà con. Khi mình đi tới những cái chỗ mình đi thu mua cây giống hoặc là đi tới những cái chỗ mình thấy bà con gặp điều kiện khó khăn vì nước quá, mình thấy ban đầu mình thấy cũng xót lắm. Để làm được một trụ bơm phát nước như thế này, anh Trang tiến hành đào ao, lót bạt, chứa nước tới tổng thể tích chứa được 500 mét khối, rồi làm ống nhựa phi 90 dài hơn nửa km nối ra sông lớn. Tiền ống và chi phí ao hết 24 triệu đồng. Cứ vài tuần, anh lại mua một lần nguyên xà lan 100 đến 200 mét khối nước, bơm lên hồ để biếu bà con. Để tiện cho bà con lấy nước, anh bố trí hệ thống bơm điện nối ống dẫn vào hai trụ bơm cao tầm 3 mét. Mỗi trụ đều trang bị remote có hai chữ AB. Đây là thiết bị tưới tự động mà anh thường dùng. Anh đã biến chúng thành thiết bị tự động đóng xả nước miễn phí, đầy tiện ích. Thông thường một xe đến nhận nước chỉ mất khoảng 2 phút để đợi đầy bình. Cứ thế suốt 3 tuần nay, từ sáng sớm đến chiều tối tại nhà anh Út, chưa lúc nào chẳng bóng người đến lấy nước. Rồi sắp lắp về để cho bà con ở ngoài tới đó lấy cái remote đó, là bà con không ngần ngại gì, cái nước này là để nước ngọt miễn phí. Thành ra bà con không có ngại, nhiều khi phải đi vô nhà bấm hoặc là bật motor đến cái đó thì bà con sẽ e ngại hơn. ATM nước Út Trang ra đời, hàng ngàn khối nước được phân phát đã giúp phần nào cơn khát nước ngọt của bà con. Tiếng lành đồng xa, ngày càng có nhiều mạnh thường quân đến đây hỗ trợ nước miễn phí. Như cách đây mấy ngày, một xà lan nước tặng 5.000 khối nước của một mạnh thường quân ở An Giang, khiến bà con vui mừng kéo nhau đến nhận nước suốt cả đêm. Nhận nước từ hôm đầu mùa tới nay thì anh Út anh cũng tạo điều kiện để cho bà con ở nhà vườn có nước sinh hoạt khi tưới tiêu á. Thì anh đầm hầm tạo điều kiện mua tưa rồi cho bà con, nó lấy anh kêu gọi các tàu rồi đem về để ủng hộ phụ cho bà con ở dưới đây. Tính theo mỗi ngày có đến hàng trăm chuyến xe nhận nước, ai nấy vui mừng vì đã có nước ngọt sử dụng, mà càng vui hơn vì anh nông dân ấy tình nguyện duy trì đến khi nước ngọt ổn trở lại. Thế nên từ sớm lan ra ấp, ra xã bên, chiếc máy bấm nước lan tỏa ngày càng xa. Hơn 200 hộ dân trong vùng đang sử dụng máy nước ngọt này. Không ít người còn ví von máy bơm nước này giống như ATM gạo, cũng đầy ắp nghĩa tình.